Cái này quả đàn ông này. Đấy, cái này quả đàn ông. Vâng, làm dài như thế này này, quả đàn ông. Để chuyên làm mồi. Vâng. Thì quả đàn ông này làm mấy lỗ rồi cô? 3 lỗ ạ. À, quả đàn ông thì sẽ đặt tí nữa làm 3 cái lỗ ở trên. Còn quả đàn bà thì chỉ một lỗ thôi ạ. Vâng. Đấy, bây giờ cô sẽ làm gọi là quả đực quả cái. Quả đực thì có 3 lỗ. Vâng. Quả cái có 2 lỗ. Đấy, lên ngón tay. Đấy, quả cái có 2 cái lỗ này. Đây, giới thiệu với anh em nhá. Hôm nay là cô Hạc, cô sẽ làm men lá. Đây này thầy, về đây thì không biết chả biết lá gì thì không biết với thầy này. Nhiều 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 lá thế à cô? Vâng. À đây cháu phát hiện ra một loại lá cô ạ. Vâng. Đây là lá quế. Vâng. À có lá quế này. Còn những cái lá kia thì cháu không biết là cô lấy trên rừng về ạ. Vâng, lá này cũng ở trong bản thế này. Dạ. Người ta ăn quả của nó mà này. Thì tiếng phổ thông thì chị không biết. Cô không biết ạ. Vâng ạ. Cái này ăn quả đấy ạ. Vâng, này à. Cái này này. Vâng. Đây cái này. Quả này ăn được ạ. Vâng. Lá này lá vườn. Lá này lá gì em? Mình hay ăn với trầu ấy. À lá trầu này. Lá trầu. Lá trầu này, lá quế này. Cây này có cái cây như rau răm này. Vâng ạ. Rau răm này. Lá đu đủ nữa. Này. Có lá đu đủ nữa này. Bây giờ anh em đây lá đu đủ này. Vâng. Còn lá gì ở trên rừng nữa cô? Cái này lá ở trên rừng đây này. À lá trên rừng là cái lá đây ạ. Vâng ạ. À vâng. Lá này cũng lấy này này. Vâng. Lá này thì tổng cũng... có bao nhiêu loại lá hả cô? Tổng à? Có rất nhiều loại lá vào đâu ạ. Vâng. Mười mấy loại ấy cô nhỉ? Vâng. Cháu thích nhiều lắm. Hai nhá. Ba. Ba loại. Này bốn loại này này. Bốn này. Không phải mà. Năm. Loại này nữa. Loại này chưa? Năm. Sáu này. Năm, sáu này. Đu đủ. Có rồi. Sáu loại rồi. Sáu. Rồi, cây này nữa. Nó bảy này. Bảy. Nó không, mùa này nó không có mà. Vâng. Có nhiều loại lắm nhưng mà nó không có lá rồi. Vâng. Ít hết, ít lá rồi ạ. Ừ. Bằng này thế này. Rất nhiều loại lá anh em ạ. Đấy. Lá này nữa này. Vâng. Cái lá 7, đấy. 8, cái 8 loại. Cây này cây như kiểu cây nên trần ấy cô nhỉ? Vâng. Cây uống nước nên trần ấy. Vâng, nhưng mà cây này uống nước nên trần nhá anh em. Cái này, này thì nó lại nhổ. À, uống nước nên trần. Có lá cả lá trầu, lá đu đủ này, lá quế này. Và rất nhiều loại lá rừng nữa. Đây cháu nhìn thấy lá này nữa này, khác này một loại nữa này. Vâng. Đấy, rất nhiều lá anh em ạ. Nữa. Quả ớt nữa. Vâng. À, cho cả ớt nữa. Vâng. À, này cô Hạc, cô người dân tộc Khơ Mú anh em nhé. Cô chuyên nấu rượu men lá. Và cô là người sản xuất ra men lá luôn anh em ạ. Cho nên là rất đảm bảo. Cô đi lên rừng cô hái các loại lá. Đây, có cả quả anh em ạ. Đây, men lá. Ở đây, sẽ làm ra được những cái quả men lá như thế này anh em. Này, bây giờ này. Bây giờ thì công đoạn làm thế nào ạ cô? Bây giờ á? Công đoạn để làm ra men lá để nấu rượu như thế nào? Vâng, bây giờ thì băm son thì băm nhỏ ạ, rửa vâng. Sạch rồi đây ạ cô. Vâng, rửa sạch rồi. Rửa sạch vâng. Xong phơi. Vâng. Phơi khô. Phơi phơi không nữa. Cần khô mà phơi vâng, ráo tí. Nước. Vâng, tí thì bắt đầu băm thì trộn đây này. À, này trộn, gạo này. Trộn với gạo phơi đi ạ. Vâng ạ. À đây là gạo phơi, gạo gì ạ cô? Gạo nếp. Gạo nếp. Vâng, ngâm nước trước, ngâm từ lúc sáng ấy, lúc 7 giờ ấy. Gạo ngâm từ lúc 7 giờ sáng. Vâng. Đấy, để bây giờ là sẽ trộn với cái băm nhỏ trộn với cái này ạ. Vâng, thì nghiền. Hết cả bằng này à cô? Vâng, làm nhiều mà. À, trộn hết bằng này. Hết bằng này gạo xong là nghiền. Cái này yến. Hơn này yến gạo anh em ạ. Vâng. Nghiền với cái lá này ạ. Xong là công đoạn tiếp theo là làm thế nào hả cô? Cô giới thiệu cho mọi người biết ạ. Nghiền xong tí mới làm nữa. Dạ. Vâng, nghiền xong mới bắt đầu làm. À, nghiền. Thành cục ấy. À, nghiền xong bắt đầu làm. Thế bây giờ mà cô bắt đầu làm đi nhỉ? Vâng. Cô làm bây giờ băm cái này. Cô đi làm, cô giới thiệu cho mọi người biết về cái nghệ thuật làm men lá, nấu rượu của người Khơ Mú.
Sẽ là đen lắm nè. Sẽ là đen nhà mẹ. Có rất nhiều loại cây cỏ anh em ạ. Toàn đồ cây rừng thôi. Có lá quế này. Đấy, ăn thử cay. Ừ, cay lắm. Quế. Bây giờ là băm. Băm nhỏ. Bây giờ công đoạn tiếp theo là băm nhỏ. Cháu chào chú ạ. Chú vừa đi làm về à? Chú Ly. Ly. Chú Ly. Vâng, chào chú. Chú vừa đi làm về. Băm rất nhỏ thế à cô, để nghiền cho dễ cô nhỉ? Vâng. Vì đằng nào cũng phải nghiền mà. Cây này nó cứng mà. Vâng. À, okay. Máy nghiền. À, có máy nghiền rồi cho nên không cần nhỏ lắm. Dùng máy để nghiền thôi. Thơm lá quế này. Vâng, mùi mùi lá quế thơm quá. Có rất nhiều loại là hay nhỉ? Đếm ra có kỳ hàng chục, hơn chục loại. Còn cái cây này là cây mà các bạn anh em hay đi uống quán trà đá này. Trà đá nó có loại lân trần đá, trà đá. Như đây cây lân trần nhá. Lân trần. Cây này kiếm trên rừng này. Cây này là loại bé thôi, cây to của nó này. Này cu ngồi như này nguy hiểm cháu, đi vào. Đi dẫn em vào đây này, dưới này là cái trên này là cái sàn này, dưới rất sâu. Dẫn em đi vào đi. Rồi ngã xuống đây đấy. Quá thơm. Lá quế. Xong đó là nghiền cùng với gạo. Đây là con dâu của cô. Ý, cô càng luôn được ạ. Em cũng tham gia vào nào. Cái này ăn nhìn, cháu nhìn giống giống như kiểu cây rau răm để ăn với trứng vịt lộn đấy cô ạ. Đúng vâng, đúng rồi. À, đúng rồi, đúng không? Đấy, cây rau răm. Lá trầu không. Lá trầu ăn trầu của các cụ ấy. À, cây này có quả nữa. Đấy, đây có quả. Ta cũng hay cây không à? À. Cô đang bảo là cây nào cô nhỉ? Cái này này. Đây này. Cây này là cô tiếng dân tộc thì cô gọi là gì? Bát khiu. Bát khiu. Nhưng mà tiếng Kinh thì cô không biết gọi là gì. Vâng. Thì tiếng Kinh bọn cháu gọi cái cây này này là cây phân xanh. Cây phân xanh à? Vâng. Cây phân xanh. Không phải cây chó đẻ đâu. Thế à? Cây phân xanh cô ạ. Cái lá này mà đi rừng mà mình bị đứt tay đứt chân ấy. Vâng. Thì mình nhai xong mình đắp vào nó cầm vâng. Máu này cô này. Vâng vâng. Và cái lá này là cây phân xanh. Ngày trước cháu hay đi rừng mà nếu mà bị đứt chân đứt tay vâng. Hoặc con gì nó cắn mày chảy máu. Vâng. Mình nhai cái này một cái nắm. Cái này nó cũng nên thuốc mà nha. Vâng, vâng, một nắm ngọn nó mình đắp vâng. Vào thì nó cầm máu. Là rau vụng đi ngoài cũng ăn cái này cũng rất là giỏi đấy. Vâng, rất là tốt. Vâng, tốt. Cô không biết tiếng Kinh gọi nó là cây gì. Những cái cây vâng. Ở đây nè. Đấy, cái lá trầu này cô không biết tiếng Kinh gọi là lá trầu đâu. Cô gọi là lá gì cô nhỉ? Lá pu. À, lá pu. Những tiếng người dân tộc được truyền lại. Cái mé lá này là cô học từ đâu để cô làm? Học từ trước người già bố mẹ cũng làm như thế. Vâng. Vâng. À, đi lấy như thế xong mình đi theo. Vâng. Xong là dạy mình là cách lấy lá về làm mé lá. Vâng. Từ bố mẹ ngày xưa thì nó cũng uống rượu men người ta làm đó, nó toàn làm như thế này thôi. Vâng. Bằng này có thể làm được với lại tận bằng kia gạo cả cô. Vâng. À thế thì cũng không cần nhiều lá lắm đâu vâng, anh em ạ. Không cần nhiều lắm đâu. Vâng. Nó bảo cần lấy vào nhiều lắm cũng nó toàn mùi cái cây này nhiều đấy. Vâng. Bên huyện làm ấy. Vâng. Cũng làm
hai ba xẻng mà. Vâng. Nó bảo là không ngon như bên này làm đâu, nhiều vâng. ấy. Vâng. Tức là cho nhiều cây quá không tốt. Vâng. Nó toàn mùi cây lá cây này này. À. Bây giờ mang đi nghiền. Quay khẩu bây giờ ăn sau ăn năm lẹt tùy ăn là khẩu nghiền học cách làm ra men ná nấu rượu. Một vài quả ớt, ít ná, rất nhiều loại ná cây cộng với gạo ngâm và phơi khô. Sau mắc nhằn đấy. Bây giờ xem cô sẽ làm thế nào. Bây giờ cô cho nước vào ạ. Ta ổn cái đường sàn. Con là viên. Và đây làng cái té ta có bà. Ở đây. Nghi pha ở đây. Tưới nước. Nước này nước lấy trên nguồn nước mạch rất là sạch. Ở đây là cái đá đám âm. Cách làm ra rượu men ná đây anh em. Men, đây là mình chỉ làm ra men thôi. Men ná. Nó có màu hơi xanh xanh và cô nhỉ? À. Chị mỗi một lần chị làm là khoảng được bao nhiêu cái quả men đấy? Nếu mà 20 cân gạo này làm được bao nhiêu của cô Hạc nhỉ? Chưa biết được, chị cũng đếm không đếm đếm quả đâu. Không đếm quả tùy đâu. Mình làm quả, quả bé to, quả to. Quả to quả bé là tùy mình. Nhưng mà hôm trước làm 15 cân thì được 10 cân là men khô thôi. À, 15 cân gạo. Chỉ được 10 cân men khô. 10 cân men khô thì cũng nấu được lâu ấy chị nhỉ? Được tạ 6. Tạ 6 gạo. À, nấu được tạ 6 gạo. Nó có màu xanh như ở bánh đậu xanh. Một tạ 6 thì được 10 can ạ. Một tạ 6 được 10 can rượu. Bà đúng bé đó là như để nở vàn cho bên đấy là nở. Cu vào đi, dẫn em vào đi, dẫn em vào đi. Ở trên này, trên nhà sàn này sợ lắm. Nhà sàn này em nó đi nó vấp nó ngã xuống sàn này. Trên sàn nó kịp nữa đi. Nhanh. Bắt một khổ bắt một khiếp còn. Dũ mắm này có cua nhau lên này. Cua nhau bị bắt rồi hình lại. Xong này bây giờ là nặn thành bánh nè cô. Vâng. Chắc cũng đến này. Đến này. Bây giờ chỗ này có một ít rồi. Vâng. Ủa đây xong lại còn lại để lên một lớp rơm lên trên nữa hả cô? Vâng. À. Phải nắp cho nó. À. Nó mới nở. Khoảng một tuần ạ. Vâng. Để như này khoảng một tuần ạ. Vâng. Một tuần cũng được, 10 ngày cũng được. Vâng. Đến rồi. Phải nắp lên những chiếc bánh như chiếc bánh dày. Quả men rất là to. Đây có một chút thôi nha, làm thì làm trước để anh em nhìn. Còn đây này. Đây quả này. Quả men khô đấy. Ừ. Đây là mồi ạ à, cô? Vâng. À. Đây làm giống có mà. Vâng, đây là làm giống. Đây là đàn ông đó đấy. À đàn ông. Ừ, lấy đàn ông nó làm giống. Gọi là đàn ông làm giống. Ừ, đàn ông thì dài, đàn bà thì tròn nhỉ. À. Thế phải làm đàn ông đấy. À cái này là mồi và làm dài. Còn là đàn ông đàn còn cái này là đàn bà. Vâng. Đàn bà thì làm tròn. Vâng. Có cả bố cả mẹ. Đây là mồi nha anh em, thực ra nó là câu chuyện vui thôi. Thì hay là nó có ý nghĩa. Đấy, hay à? Vâng, phải làm dài này, cái mồi vâng. Phải làm dài. Cái dạ, quả dài như thế này thì quả đàn ông mà. Quả đàn ông. Vâng, làm ít thôi, làm mỗi quả thôi. Làm mấy quả? Ừ, không làm nhiều. Cái quả này thì mình giã là xong mình rắc lên trên những quả đấy ạ. Vâng. À. Anh em nhá, quả dài như này là gọi là quả đàn ông. Còn quả tròn tròn như này là quả đàn bà. Và sau đó là giã cái quả đàn ông này ra, rắc lên. À, làm mồi ấy. Để là rắc lên những cái này này. Để làm mồi nhá anh em. Phải làm hố nó đấy. À phải làm cái hố nhỏ nữa à? Ừ.
Đây này, à thế ạ. Cái này cũng có hố. À này. Đây nó có một cái hố như thế này này. Anh em này. Đây là một cái hố như này nhá. Là nó quen khẩu của tập tè. Đây em dã đây. Tè tè biết mà. Dã ra xong là rắc rắc cái dã này lên cái những cái hố đấy. À thế ạ. Mồi đàn ông. Nếu mà làm nhiều như thế này thì phải làm 5 ông. Phải làm 5 ông. Vâng. Làm nhiều là phải 5 ông. Vâng, tức là 5 quả mồi. Vâng. Cháu lại cứ tưởng là câu chuyện vui thôi nhưng mà thật ạ. Thật đấy. À, vâng. Quả đàn ông thì làm 2 3 lố, quả đàn bà thì làm 2 lố thôi. Vâng. Đấy. Cái này quả đàn ông này. Đấy, cái này quả đàn ông. Vâng, làm dài như thế này này, quả đàn ông. Để chuyên làm mồi. Vâng. Thì quả đàn ông này làm mấy lỗ cô? 3 lỗ ạ. À, quả đàn ông thì sẽ đặt tí nữa làm 3 cái lỗ ở trên. Còn quả đàn bà thì chỉ 1 lỗ thôi ạ. Vâng. 2 ạ. À 2 lỗ. Vâng. Cô tí nữa cô làm lỗ nào chỉ lấy ngón tay mình dí vào thôi ạ. Vâng. À. Đấy đấy. Thì sau khoảng 1 tuần khoảng 10 ngày thì bắt đầu được cô nhỉ? Vâng. Lại phải phơi trên các bếp khoảng 2 tuần nữa. Hơn tuần cũng được, 1 tuần cũng được thôi. Vâng. Mà mình làm lửa nhiều thì 1 vâng. tuần thôi. Tức là bếp mình nấu liên tục thì là vâng. thì là nhanh được. Vâng. Có người nó phơi nắng cũng được thì mà. Vâng. Phơi nắng thì cũng được. Vâng, nhưng mà mình thì sự nó chua. Nó chua, chua rượu. Vâng. Thì là để các bếp là nó khô nhất. Vâng, nó khô nó thơm. Khô nó thơm hơn. Cô làm nhiều cái này mang để bán được cái cô ạ? Nó bán thì không bán được đâu thầy ạ. Nếu mà nó người người nhiều lắm. Ở ngoài kia họ không biết làm men lá này, họ mua củ men này thôi. Vâng. Để về họ nấu rượu của họ ấy. Vâng. Vâng. Thì mình làm một cái cơ sở sản xuất men lá mang ra chợ bán cũng được cô ạ. Hoặc là những người miền xuôi người ta mua những quả này về xong người ta cũng để chỉ để nấu rượu gạo. Vâng. Đấy, quả đực của đàn ông kia là phải để ở giữa à cô? Vâng. Cứ khoảng bao nhiêu quả thì cần một quả đực? Khoảng 10 mấy quả, 15 quả thì một quả đực. Vâng, 15 quả thì có một quả đực. Vâng. Rất là hay, rất là ý nghĩa. Mới đầu này tôi nghe cái này tôi cứ tưởng là chỉ câu chuyện vui thôi. Hóa ra là thật. Đây, quả này 2, 4, 6, 8, 9 10 quả. Bây giờ là có 10 quả cái. Một quả đực. Nó quen đây đi. Mỗi quả này nó to bằng kiểu một bàn tay, vụn bàn tay nhau. Đây, đặt một vụn bàn tay nào vừa. Sờ mát lạnh. Đấy, sờ rất là mát. Đấy, toát. Đấy, bây giờ cô sẽ làm gọi là quả đực quả cái. Quả đực thì có 3 lỗ. Vâng. Quả cái có 2 lỗ. Đấy, lấy ngón tay. Đấy, quả cái có 2 cái lỗ này. Quả đực là 3 lỗ này. Đây quả đực. Quả đực thì dài hơn. Quả cái thì tròn. Có ý nghĩa của men lá. Ok, cái ghế lạ. Đây có hết nào đó mà. Đây bây giờ là cô mồi cho men ạ. Đây là cái quả đực dã ra nhé anh em. Quả đực dã ra bây giờ là mồi vào đây. Mồi vào các cái nỗ mà mình dạo này. Quả đực vẫn phải mồi tiếp cô nhỉ? Vâng. Sau cái quả đực này mình lại để mồi tiếp chứ mình không dùng là nấu rượu ạ? Vâng, dùng cũng được thầy ạ. Vâng. Nhưng mà mình để làm giống cũng được. Vâng, quả đực thì thường xếp ở giữa. Vâng. Một quả đực thì có thể được 10-15 quả cái. Đấy anh em nhá. Nó là một cái gì đó, một cái cổ truyền của người đồng bào người Khơ Mú. Men lá. Rắc vào trong những cái lỗ mà tạo ra.
này lắp. À, lắp trên nữa. Bây giờ cô lấy cái này là đậy lên trên. Vâng. Vâng, cô đậy như nào ạ? Cô đậy. Cũng lắp đầu thôi thầy. À vâng. Đấy, ủ khoảng 10 ngày. 1 tuần đến 10 ngày. Đây là cô lại cho cái rơm này đậy lên trên. Có phải đè không? Không phải đè đâu ạ. Mà ủ này mục đích để cho nó nóng cô nhỉ? Vâng, cho nó nở. Cho nó nở ra. Vâng. Với độ ủ nó nóng thì nó sẽ nở ra. Đấy, hôm nay cô sẽ làm rất nhiều, chắc là phải kín chỗ này. Vì hôm nay là có 22 cân gạo mà. Chỗ này nhìn chắc được 5 cân. Chưa được 5 cân. Chưa đâu. Chưa được 5 cân đâu. Vâng, chưa. Chưa được 5 cân gạo ở đây được bằng này. Mà hôm nay cô ngâm là 22 cân gạo cơ. Đấy, cô rất là nhiều rơm. Rơm thu hoạch lúa về để xung quanh này. Phục vụ cho việc làm men lá. Và cộng thêm cho châu bò ăn nữa. Rất là nhiều rơm. Dự trữ. Thế vậy là bây giờ quá trình làm men lá như vậy là xong rồi cô nhỉ? Vâng ạ. À vâng. Thế là rất là nhanh thôi. Vâng. Làm từ sáng là cô ngâm gạo. Xong là đi lấy lá cây về rửa sạch, phơi ráo rồi băm, nghiền với gạo. Gạo cũng được ngâm khoảng 3 tiếng, gạo nếp nhá anh em. Và sau đó là nghiền cái hỗn hợp lá cây, rất nhiều loại lá cây này với lại gạo mà ngâm ấy. Sau đó là nặn ra bánh và quan sát vào quá trình làm ra những cái bánh men lá. Và công đoạn là ủ như này là khoảng 1 tuần sau nữa là sẽ lấy ra để lên các bếp cho cô Hằng. Rồi sử dụng cái men lá này nấu rượu. Đấy là quá trình làm ra quả men lá. Thì anh em thấy video này hay thì ủng hộ like và chia sẻ. Cũng như là đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo. Những video mới nhất trên kênh Tây Bắc Discovery. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Còn cái này sẽ đợi tiếp những cái mẻ sau nữa. Cô tiếp tục cô làm. Thì đây là quá trình công đoạn đã làm đã gần như là xong quá trình làm men lá. Xin chào anh em.